tôi tên là Liên, quê ở Gia Lai. Tôi đã bị thoát vị đi đệm một năm, bị thấy đau thì ở lưng, đau xuống chân, làm cho việc đi lại của tôi rất là khó khăn. Tôi đã điều trị rất là nhiều nơi, dùng thuốc Tây và thuốc Bắc nhưng mà không có khỏi được. Qua tìm hiểu trên mạng và của người thân thì tôi đã biết một loại thảo dược của Mỹ. Tôi đã gọi đến chuyên viên tư vấn, họ đã tư vấn tôi rất là kỹ. Sau đó tôi đã sử dụng một liệu trình là 2 tháng. Nhưng sau khi sử dụng được nửa liệu trình thì tôi cảm thấy là nó đã khỏi 50%. Thì sau đó tôi đã kiên trì sử dụng hết một liệu trình thì tôi đã thấy là nó đã hoàn toàn là khỏi hẳn.